ADB ready to support Vietnam financially in fight against COVID-19. And later on, Resolution 55, a breakthrough for sustainable energy development in Vietnam. Hello there, you're tuning into BizLine, our weekly economic journal on VTV International. I'm Hoàng Hằng, and as usual, we now begin with some news making headlines in Vietnam's economic scene in the past week. Chairman of the Asian Development Bank, or ADB, Mr. Masasugu Asagawa, just confirmed on Tuesday that ADB is ready with timely support for Vietnam in the fight against COVID-19 pandemic. On March the 18th, ADB announced an initial $6.5 billion support package to address the immediate needs of developing country members to hold the COVID-19 pandemic. The Ministry of Industry and Trade has proposed to the government promulgating decrees to reduce and simplify administrative procedures for 205 business conditions in the field under its management. Those business conditions focus on the fields of electricity, automobiles, petroleum, gas, chemicals, beer, tobacco, and food safety, along with business inspection reform. This reduction proposal was made after the ministry listened to the business community, experts, and people to continue making amendments in the state management regulations to improve and adapt to actual conditions and integration commitments. The Airports Corporation of Vietnam, or ACV, has announced it will reduce airline service fees for 6 months from March to August to support airlines suffering from the COVID-19 pandemic. Service fees for aircraft navigation will be cut by 50%. Fees for pipe ladder services, carousel rentals, automatic baggage handling, check-in counters, and ground services will be reduced by 10%. ACV will waive online rental fees for airlines that have stopped flying and reduce fees by 30% for airlines that are still operating flights. ACV will also waive fees for some specialized aviation services. The outbreak of COVID-19 is causing the EU and US to stock up on canned tuna, and this is likely to increase demand from Vietnam. This is according to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, or VASEPT. VASEPT forecasts tuna export to increase by around 15% from more than $719 million last year. Demand for tuna is rising in the US, especially for canned products, leading to an increase in the country's imports in recent years. After the US-China trade war began, importers in the country have been looking for alternative sources of supply, including Vietnam. In 2019, Vietnam's tuna export to the EU fell 11% year-on-year due to the bloc's yellow card. The Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs just proposed some credit and insurance solutions to help workers and businesses adversely affected by COVID-19. Specifically, the ministry proposed the suspension of unemployed insurance from February to December this year for all workers and businesses. With over 10 million people under unemployment insurance each year, $550 million of insurance payment will be suspended. For businesses affected by COVID-19, the ministry proposed the support of interest rates and loans to help employees. According to the Ministry of Investment and Planning, due to the effects of the COVID-19 pandemic from the beginning of 2020 to March 20th, the FDI capitals in Vietnam reached $8.55 billion, equaling 79.1% over the same period last year. However, the total newly registered FDI reached $5.5 billion, up nearly 45% over the same period in 2019. This is a positive development. The increase was attributed to the attractions of the $4 billion LNG Baclio project. Singapore topped the list of 87 countries and territories investing in Vietnam with $4.54 billion.
A recent survey on salaries by Robert Walters, a professional recruitment consulting firm, said recruitment in Vietnam posted growth last year. The technology sector continued to grow rapidly, while industrial enterprises continued to promote digital transformation to leverage technology and data to drive business. Changes in consumer behavior continued to promote the use of smartphones. E-commerce as well as business-to-consumer or B2C businesses have continually adjusted online and mobile strategies to remain competitive. This boosted the demand for talented developers, it said in the report. Manufacturing also witnessed strong growth as many companies shifted productions to Vietnam. According to John Lang LaSalle's forecast of the real estate market during the COVID-19 pandemic, investment activity may slow down in the first half of 2020 as investors are hesitant due to instability. The hotel segment has been negatively impacted by travel restrictions and entry bans from many countries. JLL also said a period of high risk is approaching the global market due to decline in demand and some supply chain disruptions. Investors will lean toward safe haven access, taking into account risks such as income stability and operability. Those are some highlights in Vietnam economic scene. Up next, we will take a look at how Resolution 55 is considered a breakthrough for sustainable energy development in Vietnam in our crosstalk. Vietnam's demand for energy has been increasing to serve socio-economic development as well as citizens' lives. According to Fitch Solutions, Vietnam will need additional 33.5 gigawatts of power in the coming time. The government has made effort to develop a sustainable energy sector to foster national development. The Politburo recently issued Resolution 55 on Vietnam's direction of energy development strategy until 2030 with a vision to 2045. The resolution is said to be a timely breakthrough in Vietnam's energy development. So how will this resolution help facilitate the energy sector? Our baseline this week will find out. First, let's learn more about the current situation of Vietnam's energy sector in the following clip. According to the Vietnam Electricity Corporation, or EVN, the total electricity capacity of Vietnam as of 2019 reached nearly 54,900 megawatts, making the country second in ASEAN and 23rd in the world in terms of the scale of its electricity system. Meanwhile, renewable energy development has also been on the rise. Statistics from EVN shows that solar and wind power capacity reached over 5,000 megawatts as of 2019. However, Vietnam has experienced fast economic growth, resulting in a higher demand for energy. According to statistics, if Vietnam's GDP grows at 6.5% to 7% annually, the electricity supply must rise by 11 to 11.5% each year to serve socio-economic development. In order to meet targets of the socio-economic development plan in the period of 2021 to 2030, electricity capacity must reach about 125 to 130 gigawatts, and power output must be 550 to 600 billion kilowatts per hour by 2030. In order to learn more about the topic, we connected with Ms. Nguyễn Thị Khanh, Executive Director of the Green Innovation and Development Center, or Green ID. She was also one of the winners of the 2018 Goldman Environmental Prize, the world's most prestigious award for grassroots environmental activism. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa bà, Việt Nam đang đứng trước nhu cầu năng lượng rất là cao. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng trong thời gian qua? Cho đến thời điểm hiện tại thì ngành điện đang đáp ứng ổn định cho cái nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội và cái nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nhưng mà từ sau 2015 trở lại đây, đặc biệt là từ sau khi triển khai quy hoạch điện 7 điều chỉnh, thì chúng ta cũng thấy có những cái áp lực lớn trong cái việc phải đáp ứng được cái nhu cầu theo kịch bản phát triển kinh tế tăng trưởng GDP là ở cái tốc độ là 7% một năm. Ngành điện cũng đang gặp phải cái áp lực rất lớn khi mà
cái quy hoạch hiện tại thì đặt nhiều vào phát triển là các cái nhà máy nhiệt điện than, bởi vì các cái nguồn khác là không còn nữa. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì cũng thấy rằng là phát triển nhiệt điện than nó cũng đang là một cái rủi ro rất là lớn cho an ninh năng lượng, vì các cái dự án bị chậm tiến độ rất là nhiều. Trong thời gian qua, theo bà, đâu là những thách thức lớn nhất mà Việt Nam gặp phải trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia? Theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, nếu như mà chúng ta phát triển các cái dự án điện than theo đúng kịch bản đề ra, thì là đến năm 2030 là chúng ta sẽ phải cần đến 2/3 cái lượng than là phải mua ở bên ngoài về. Thì đấy là cái thách thức vô cùng lớn đối với an ninh năng lượng khi mà cái nguồn than nó không được đáp ứng. Cái điểm thứ hai nữa là thách thức về tài chính. Để thu xếp tài chính cho triển khai các cái dự án này thì đa phần là chúng ta đều phải phụ thuộc vào nguồn vốn ở nước ngoài. Câu chuyện biến đổi khí hậu và cái áp lực của ngành tài chính nó cũng dẫn đến một cái sự thay đổi là cái dòng tiền cung cấp tài chính cho các dự án điện than nó cũng bị đóng lại rất là nhiều. Thách thức thứ ba đấy là cái câu chuyện về tư duy, về nhận thức. Chúng ta phải nhìn thấy cái sự thay đổi nó đang diễn ra hàng ngày. Nếu như mà những cái thay đổi này nó không được phản ánh kịp thời vào trong chính sách thì tôi cho rằng là nó sẽ còn tiếp tục là những thách thức lớn trong cái giai đoạn tiếp theo. On February the 11th, the Politburo issued Resolution 55 on Vietnam's direction of energy development strategy until 2030 with a vision to 2045. The resolution points out both specific and general targets of energy development. It also specifies solutions in order to reach those targets. The Central Economic Committee built the content of the resolution. Tại nghị quyết này, Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo rất toàn diện và sâu sắc. Tôi xin đề cập đến 2 quan điểm có ý nghĩa then chốt như sau. Thứ nhất, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia vừa là tiền đề, vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội. Ưu tiên phát triển ngành năng lượng nhanh, bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo đảm môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng an ninh và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Thứ hai, phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập quốc tế. Nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch với nhiều hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh, áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng, khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng. The resolution is said to be a timely breakthrough to help remove bottlenecks for energy sector, thus developing it sustainably and ensuring the country's energy security. Nghị quyết 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 được cho là có nhiều điểm mang tính đột phá và rất đúng thời điểm. Vậy thì bà nghĩ như thế nào về ý kiến này? Vấn đề môi trường nó được đặt lên nổi rất là rõ ở trong cái văn bản này, với một cái đường hướng là chúng ta phải đẩy nhanh để phát triển các cái nguồn năng lượng tái tạo để thay thế cho những cái nguồn nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng cho cái nhu cầu năng lượng. Và đặc biệt đặt cái trọng tâm vào là đảm bảo cái tự chủ trong năng lượng, giải quyết cái thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt với câu chuyện là phải nhập khẩu về năng lượng. Cái điểm nữa là cũng lần đầu tiên trong một cái văn bản mà nói rất rõ cái đường hướng là chúng ta cần phải nỗ lực và cần phải giảm cái tỷ trọng điện than một cách hợp lý đi, chứ không kể là đặt cược mãi vào đó. Đồng thời cũng là cái câu chuyện để nhanh chóng để phá bỏ cái độc quyền để thu hút tư nhân tham gia vào. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả những đường hướng đó nó phản ánh rất là sát thực tế cái nhu cầu cần phải thay đổi của đất nước để có thể là khai thông các cái nguồn lực để mà thực hiện, để đáp ứng được cái nhu cầu về phát triển của đất nước trong cái thời kỳ mới, là chúng ta phát triển, đảm bảo an toàn, bền vững và phát triển xanh. Nghị quyết này khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực năng lượng. Bà đánh giá như thế nào về sự tham gia của khu vực tư nhân trong thời gian qua tại Việt Nam? Khu vực tư nhân thì còn gặp những khó khăn gì khi tham gia vào lĩnh vực năng lượng? Nguồn tài chính và cái sự lớn mạnh và sự tham gia của khối tư nhân đã cho thấy là mang lại những cái lợi ích rất là thiết thực cho cái sự phát triển. Mà chúng ta có thể thấy rằng là cái khối tư nhân là họ đã sẵn sàng đầu tư năng lượng và chỉ cần chờ cái chính sách được cởi mở là họ đã có thể tham gia vào rồi. Ví dụ là khi mà có cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời, chúng ta nhìn thấy một cái sự bùng nổ
và cái sự tham gia rất là tích cực và sôi động của khối tư nhân. Chính vì có cái sự tham gia như vậy, không chỉ là của các nhà đầu tư trong nước mà nó còn có cái sự liên kết hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong vòng một năm, chúng ta có được khoảng gần 5.000 MW điện mặt trời từ cái nguồn đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều những cái thách thức và những cái rào cản để có thể khai thông được cái nguồn vốn của khối tư nhân. Để tư nhân tiếp tục tham gia vào, thì chúng ta phải tạo được cái niềm tin của nhà đầu tư, tạo được cái sự minh bạch và cạnh tranh. Bởi vì chỉ có như vậy thì chúng ta mới tạo ra được một cái thị trường lành mạnh và mới giảm được giá thành, chứ không phải là trợ cấp. A series of electricity projects have been implemented in the same place. There are thousands of megawatts of renewable energy, but less than half of them are connected to the national electricity system because power transmission remains exclusive to the state. Các nhà đầu tư rất là hào hứng. Thì xưa nay cái lĩnh vực này là thuộc là độc quyền của nhà nước, và cái nghị quyết 55 Bộ Chính trị nó rất rõ là coi như là bỏ độc quyền này, rồi coi như là bỏ các cái rào cản bất hợp lý để tháo gỡ xã hội hóa cho tư nhân đi vào truyền tải. In the power sector alone, 28% of total capacity is generated by the private sector in diverse and effective forms. Investment in the energy industry requires a huge amount of capital. Being state exclusive will negatively affect energy security and sustainable development. Khi mà có nhà đầu tư tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài tham gia thì họ sẽ trực tiếp quản lý và xây dựng và sẽ không chịu tác động quá nhiều bởi các cái thu xếp vốn, nguồn thu xếp vốn, bởi vì họ đã đi cùng với các tổ chức quốc tế để tham gia ngay từ đầu. In addition to capital and technology, the participation of the private sector will also change the energy industry, helping it form an effective market. Tư nhân vào thì nó mới tạo ra được cái thị trường, và tư nhân thì người ta mới phát triển theo cái tư duy của thị trường, và cái tính cạnh tranh của nó sẽ cao hơn nhiều. Mình phải bình đẳng trong cái việc đối xử với người ta. Đấy. Vì để bình đẳng đối xử, để cạnh tranh cho nó rõ ràng thì phải công khai, phải minh bạch. The active participation of the private sector in the energy industry not only better ensures the country's energy security, but also creates a more transparent environment for the economy to thrive sustainably. Bà đánh giá như thế nào về việc nghị quyết 55 thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân để tạo thêm nguồn lực cả về tài chính và công nghệ cho ngành năng lượng? Trong nghị quyết 55 thì cũng đưa ra một số đường hướng để thu hút cái nguồn đầu tư tư nhân. Ví dụ đường hướng về loại hình công nghệ, với công nghệ điện mặt trời thì sẽ tập trung vào phát triển điện mặt trời trên mái nhà và điện mặt trời nổi ở trên các cái hồ. Tôi nghĩ đây cũng là một cái định hướng rất là phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam, khi mà cái nguồn đất của chúng ta thì nó không phải là dồi dào, một cái đất nước đông dân, giảm cái áp lực cho cái hệ thống truyền tải quốc gia hiện nay chúng ta đang gặp phải. Cái đường hướng tiếp theo là liên quan đến câu chuyện về chính sách, tức là trong cái nghị quyết này cũng đưa ra là phải phá bỏ cái thế độc quyền. Trong nghị quyết cũng nhấn mạnh là phải tạo các cái cơ chế chính sách để huy động khối tư nhân tham gia đầu tư vào. Những cái đường hướng đấy thực ra là cũng đã nói đến khi mà có cái luật điện lực được xây dựng. Thế nhưng trong cái nghị quyết này thì lại cần nhấn mạnh hơn nữa về câu chuyện là phải phá bỏ độc quyền. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh tích cực ra sao trong ngành năng lượng? Đường hướng đưa ra trong nghị quyết thì cũng nói đến câu chuyện là phá bỏ thế độc quyền và xây dựng kiện toàn những chính sách, cơ sở pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho khối tư nhân tham gia. Tôi đặc biệt quan tâm đến mấy cái ý kiến và mấy cái chỉ đạo về cái câu chuyện là những cái dự án luật về luật năng lượng tái tạo cần phải sớm được ban hành, rồi là cái luật xem xét về cái vấn đề luật thuế carbon để tạo ra cái sự cạnh tranh bình đẳng giữa các cái loại nguồn điện, cũng như là sửa đổi cái luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, để sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nó phải trở thành cái quốc sách của quốc gia, chứ nó không phải là mang cái tính khuyến khích như bây giờ mà nó mà trở thành những cái quy định bắt buộc. Những cái đường hướng ở trong nghị quyết mà tôi thấy là nó sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh cái thị trường điện cạnh tranh, phá bỏ cái thế độc quyền và tạo điều kiện thuận lợi cạnh tranh bình đẳng cho khối tư nhân. Developing renewable energy sources has become the correct and inevitable direction for Vietnam as primary resources are depleting. Chúng ta cũng có những cái định hướng cụ thể trong cái vấn đề là cân đối lại cái cơ cấu năng lượng để đảm bảo đáp ứng được
cái thứ nhất là đáp ứng được cái nhu cầu về dài hạn cho tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời chúng ta vẫn là quan tâm đến những cái câu chuyện khác như là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, rồi bảo vệ môi trường. Lâu nay chúng ta bị trói vào cái gọi là năng lượng than, năng lượng truyền thống. Thì bây giờ là có cái cơ sở để chúng ta định hướng là ưu tiên phát triển những cái ngành năng lượng tái tạo mà dựa trên nền tảng công nghệ cao. Và cái này nó giúp giải quyết một vấn đề rất cơ bản, đấy là vấn đề môi trường. Đấy, chứ không phải là chỉ là giá cả mà là còn là vấn đề môi trường. Thì đấy là cái tôi cho là một cái điểm rất là mấu chốt. The Resolution 55 requires businesses to cultivate a harmonious development of electricity sources, continuing to focus on prioritizing renewable energy and gas power. According to the Ministry of Industry and Trade, renewable energy centers will be established. Những cái trung tâm này là như tôi đã nói là phải làm sao dựa trên nền tảng của những cái lợi thế và những hiệu quả của khía cạnh công nghệ, của cái vị trí địa lý cũng như những cái tiềm năng và lợi thế của khu vực, từng khu vực cụ thể. Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng xác định rõ riêng với điện tái tạo, năng lượng tái tạo thì yêu cầu phải tiếp tục rà soát và có được những cái cơ chế chính sách mới mang tính đột phá, kể cả khung khổ luật pháp như là luật về năng lượng tái tạo. The Resolution 55 specifies that renewable energy will account for about 15% to 20% of the total energy structure by 2030 and 25% to 30% by 2045. Phát triển năng lượng tái tạo là một trong những chính sách trọng tâm của Việt Nam trong thời gian qua và điều này cũng được nhắc tới trong Nghị quyết 55. Tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng là đầu tư vào năng lượng tái tạo vẫn chưa nhiều và tiến trình triển khai các dự án vẫn còn chậm. Vậy thì bà có những đề xuất gì để có thể thu hút thêm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, tận dụng được những tiềm năng sẵn có của Việt Nam? Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng một cái khuôn khổ pháp lý ổn định và nó có cái sự nhất quán trong các cái chính sách từ quy hoạch đất cho đến quy hoạch phát triển năng lượng cho đến cả về lao động, việc làm. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo được là minh bạch về quy trình, minh bạch từ việc là có cái sự tham gia thảo luận của các cái đối tác tham gia vào thị trường, và đặc biệt đối với các nhà đầu tư quốc tế thì họ rất là quan tâm đến cái hợp đồng mua bán điện nó phải là theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Chúng ta phải tạo được cái khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy cái đấu thầu và đấu giá thì nó mới mang lại sự cạnh tranh và người dân, người tiêu dùng được hưởng lợi cái giá điện thấp và điện sạch. Tôi nghĩ rằng cái luật năng lượng tái tạo nó cần phải sớm được ra đời, chứ không phải là theo như là chiến lược phát triển năng lượng quốc gia là dự định là đến 2026 nó mới ra đời. Tôi cũng thấy rằng là chúng ta có một cái nguồn điện ngoài khơi, điện biển rất là dồi dào. Tôi cho rằng là cũng cần phải sớm xây dựng những cái khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy cái câu chuyện này gắn với cái câu chuyện là phát triển kinh tế biển, gắn với cái chủ quyền. Bà có kiến nghị gì để Nghị quyết 55 có thể triển khai được một cách hiệu quả hơn? Tôi cho rằng đây là một cái nghị quyết phản ánh được cái tính hợp thời và cái sự nhạy bén đối với cái thay đổi ở quốc tế và khu vực cũng như là ở trong nước. Vì thế nó đòi hỏi cần phải có một cái sự đồng thuận và một cái sự quyết tâm rất là lớn, không chỉ của các cơ quan bộ ngành mà còn là cái sự ủng hộ và đồng thuận của người dân cũng như là của chính quyền các cấp. Công tác thông tin tuyên truyền để hiểu rõ về cái tư tưởng đổi mới, cái tính đột phá của cái nghị quyết này nó cần phải được thực hiện. Ngoài cái câu chuyện là truyền thông thì chúng ta cũng cần phải đưa vào những cái tiêu chí để đánh giá việc tuân theo và hoàn thành định hướng mà nghị quyết đề ra đối với tư lệnh của các ngành. Tôi cho rằng đây là những cái rất là quan trọng để thúc đẩy cái việc là nghị quyết nó đi vào trong thực tế. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình. In addition to developing renewable energy and facilitating private sector's involvement, the Resolution 55 also specifies government's target in building a smart electricity grid, saving energy, as well as reducing gas emissions. This is aimed at helping Vietnam achieve the goal of being in the top four countries in terms of electricity supply reliability and top three in terms of electricity access index in ASEAN by 2030. It will also better serve the demand for socio-economic development. That also wrap up this edition of Bizline. In the meantime, feel free to log on to our official website at vtv4.vtv.vn or download our app VTV Go for more news and entertainment. Thanks for tuning in, and until next time.